Xin chào tất cả bà con cô bác đã trở lại kênh bò giống Củ Chi của em nha. Thì em tiếp tục lên hai con bò kem lở nha cô bé anh chị. Đó. Thì con bò này là cao 1m18 nha cô bé anh chị. Chiều cao em đo giữa lưng là 1m18 nha. Đó. Con này 8 tháng mấy tuổi rồi nha cô bé anh chị. 8 tháng mấy rồi nha. Bò này là 1m1 nha cô bé anh chị. Chiều cao em đo giữa lưng là 1m1 nha. Bò này 7 tháng tuổi có hơn rồi nha cô bé anh chị. Hai bò này hai bò được kem lở nha. Hai bò này lớn ngoài nhìn lớn dữ lắm nha cô bé anh chị. Hai bò này con nào lấy hai cái mặt như nhau mà mặt một mặt nha cô bé anh chị. Đầu trụi mặt một mặt nha. Cặp bò này là có giá là 53 triệu nha cô bé anh chị. Bò này chiều cao đo giữa lưng là 1m18 nha. Mặt nè, hai con cũng có một mặt à, hai con chung chuột có một mặt nha cô bé anh chị. Đừng đo hết nha. Hai con bò này rất là thúng luôn nha cô bé anh chị. Rất là. Chương trụ con nào cũng thẳng hết nha cô bé anh chị. Lưng rồi rồi. Hai con bò ở ngoài là cực kỳ đẹp nha cô bé anh chị. Bò này là bò sao là xuất nhất nha. Bò này sao ra bò nhất nha cô bé anh chị. Thì hai bò này đã chích chủ nhà là chích vaccine rồi nha. Chủ nhà chích vaccine rồi. Thì con bò này đây có cái gì em nói liền à, chứ em không có ngại ngùng nha cô bé anh chị. Đó, thì cô bé anh chị có xem thực tế được, có bắt được thì bắt nha. Đây để mất công chở tới rồi phiền tới cô bé anh chị cũng phiền em nữa. Ở đây đây thì chích vaccine chủ nhà nó chích vaccine nay là 20 ngày nha cô bé anh chị. Khi chích vaccine thì nó cũng nổi 21 rồi nha, nhưng mà 21 về giờ là khô rồi nha cô bé anh chị, khô rang rồi nha. Đó, thì em bảo hành cho cô bé anh chị luôn nha. Đó. Đó. Nó bị viêm da nó cục nhưng mà nó hết rồi nha cô bé anh chị. Thì chủ nói là chích vaccine 2 ngày sau nó trổ ra 21 à. Đó. Chỉ có 21 này thôi nha cô bé anh chị, mà 21 này nó khô rồi nha. Đó, nó khô cứng ngắc rồi nha. Thì nó khô là nó hết rồi nha. Thì riêng hai bộ này em cũng bảo hành cho cô bé anh chị luôn nha. Nếu mà cô bé anh chị về mà nó có nổi một lần nữa thì em đổi trả cho cô bé anh chị luôn nha. Cô bé anh chị không mắc gì hết nha. Tại vì nói chung là bò chích vaccine rồi. Thì có con nào như nó có bị thẳng trong ngừ nó thì nó xị ra nha cô bé anh chị. Nhưng mà nó rất là nhẹ nha. Hai bò này đẹp toàn diện luôn nha cô bé anh chị. Xưa cái cầu quay không? Quay cận kỹ cho cô bé anh chị xem nè. Bò này có giá là 53 triệu nha cô bé anh chị. Thì cô bé anh chị nào có ở Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp với lại Đồng Nai với Vũng Tàu, Bình Phước đồ Bình Thuận rồi nha. Thì đó là những tỉnh em có thể ship được nha. Thì cô bé anh chị là cái giá bò em đưa ra là cái giá tới chuộng cô bé anh chị luôn nha. Đó, thì cô bé anh chị ở gần thì em sẽ ship sớm nha, còn ở xa thì đợi em 1-2 ngày nha để em ghép xe đi nha cô bé anh chị. Đó. Thì bên em cố gắng làm cái dịch vụ là ship tới nhà cho cô bé anh chị luôn nha. Đó, thì mùa dịch giả nó cũng khó khăn nha cô bé anh chị, đi đứng nó cũng khó khăn. Thì cô bé anh chị cứ xem video thực tế. Đó, coi kỹ video thì em quay kỹ từng con hết nha cô bé anh chị. Đó, thì chiều cao là em đo chính xác nha, đo ngay giữa lưng nha. Đó. Đo ngay giữa lưng nha cô bé anh chị.
thì tiền nào của nấy nha cô bé anh chị. Hai con bò này ở ngoài như hai con hà mã à. Hết đứng như chung bò này coi bò bự lên nè. Không đứng chung đi rồi nó đang sẽ vậy. Đây rồi này. Quay lại sao ta? Quay điện thoại lại sao ta? Quay màn hình điện thoại lại sao ta? Không đứng thì mua. Không thấy. Không thấy. Giờ đứng sao hỏi chứ bò đây. Mà đứng ở đây tao cho. Nè quay đi. Bò này bự lắm nha cô bé anh chị. Em chiều cao của em là 1m7 á. Chắc thấy cái bụng em không quá. Thấy cái bụng em không à. Thấy cái bụng em không quá, chắc không thấy bò quá. Thấy cái bụng không quá. Rồi. Rồi. Cảm ơn các bé anh chị đã theo dõi video của em nha.